chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vietnamese G-Shock Reviewer, kênh review G-Shock dành riêng cho người Việt. Thì như tiêu đề, hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip để unbox và review nhanh một trong những model mới nhất của thị trường hiện tại, model GRB200 RAF Royal Air Force. Chúng ta cùng đón xem đến phút cuối cùng các bạn nha. Lần này thì nó có hơi ngược so với những lần review trước. Đa số thì các bạn để ý khi mà G-Shock có một cái model nào mới thì mình đã rất cố gắng để mang thật nhanh về Việt Nam để làm review cho các bạn. Và đa phần là mình sẽ làm review những phiên bản thương mại, những phiên bản thường trước khi mình tiến đến những phiên bản limited edition. Nhưng mà lần này thì có hơi khác biệt một chút. Thì vào tháng 10 2020 vừa rồi thì Casio G-Shock đã cho ra đời một model mới, đó là dòng Graffiti Master Carbon Core Growth, model GRB200. Và cũng rất nhanh sau đó thì họ tiếp tục cho lên sóng một model limited edition collaboration hạng nặng giữa G-Shock và Royal Air Force. Thì mình đã cân nhắc trước khi là mua những bản thường về review trước hay là mình làm luôn một bản limited edition, thì mình đã quyết định ok, spending cái phần bản thường và mình đã tiến hành mua cái phiên bản limited edition Royal Air Force về đây để làm review cho các bạn trước khi chúng ta review những bản thường các bạn ha. Và hiện tại thì trên tay của mình đó chính là một model limited edition collaboration GRB200 RAF. Đây là cái phiên bản Royal Air Force rất là đình đám với một cái màu cực kỳ là cháy luôn, màu xám xi măng cực kỳ là tuyệt vời. Và chúng ta hãy cùng đập hộp em nó các bạn nhé. Chiếc hộp chứa em RAF của chúng ta thì cũng giống như những chiếc hộp Graffiti Master khác, nhưng mà lại được bao bởi một cái phần carton màu trắng ở ngoài như thế này để bảo vệ cái hộp ở bên trong, và cái code cũng được đánh trên cái phần carton màu trắng này luôn. Ok, bỏ vào một bên nhé. Đây chính là cái hộp nguyên bản của em Royal Air Force. Thì cũng chia sẻ một tí xíu với các bạn về cái việc mà mình chọn mua cái phiên bản RAF này về làm review trước. Nên một phần là mình cũng rất là lo ngại cái việc mà bị high giá của em Royal Air Force này. Vì trước đây hai phiên bản limited edition collaboration giữa G-Shock và Royal Air Force là GB1000 RAF và model GWA1000 RAF. Hai phiên bản này bị đẩy giá lên rất là nhanh sau khi release trên toàn cầu và sell out, rồi giá bị đẩy lên rất là cao tại thị trường reseller. Nên lần này mình đã quyết định ok, chi một khoản lớn hơn một tí xíu để mang cái model limited edition này về làm review cho các bạn trước. Và cái khái niệm của chúng ta về GRB200 cũng sẽ được unbox trong clip này các bạn nhé. Ok, chiếc hộp chứa em RAF của chúng ta thì đây, các bạn có thể thấy ha, rất là đẹp. Ở chính giữa trực diện này chúng ta sẽ có hai cái tông màu xám, xám đậm và cái màu xám nhạt hơn một tí. Thì ở đây chính là cái logo của Royal Air Force luôn các bạn. Ở chính giữa này chúng ta có cái chữ G-Shock, trông rất là đẹp, và màu xám ha các bạn ha. Nhưng mà luôn, và chắc chắn cái hộp bên trong cũng là màu xám nha các bạn. Ok, unbox nè. Ok, bên trong thì ok, chúng ta có một cái hộp da màu xám, da điểm màu xám này các bạn. Ở bên đây là chiếc hộp chứa sách hướng dẫn sử dụng rồi thẻ bảo hành, rất là quen thuộc với các bạn này. Chúng ta tập trung vào em ở đây thôi. Lần này thì cũng giống như cái phiên bản Crystal Army vừa rồi, thì cái phần ni lông ở ngoài nó làm nhìn có vẻ dày và chắc chắn hơn các bạn, không có ọt hẹp như những lần trước nữa. Ta-đăng! Đây các bạn, và đây là chiếc hộp chứa ok, em phi công tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Ok. Rồi, miếng mút này cũng dày hơn đó các bạn. Rồi các bạn, ok, để người đẹp chúng ta vòng quanh chút xíu, chúng ta xem cái hộp đi các bạn ha. Cái hộp cái này thì các bạn có thể thấy nó cũng có một cái nén gì đó rất là đẹp, rất là độc đáo, đó là cái phần chất liệu nó làm cái hộp á thì cũng kiểu như là bằng vải thôi các bạn, nhưng mà cái này là kiểu như là vải carbon các bạn đó, nó cái vân họa tiết carbon nó đẹp. Ở bên trong cũng vậy, còn ở cái phần trong của hộp thì chúng ta sẽ có một cái logo của Royal Air Force ha, một cái logo của hoàng gia các bạn, rất là đẹp, với hình của bộ con ó đại bàng ở trong, và cái dòng chữ anh chưa này cái gì ta đọc là sao ta, Per Ardua Est Patria, cái dòng chữ này là cái chữ Latin và chúng ta sẽ cùng khám phá cái ý nghĩa của dòng chữ này sau các bạn nha. Rồi, và đây chính là em RAF của chúng ta. Ta-đăng! Ok các bạn, và trên tay của mình đó chính là model GRB200 RAF phiên bản Limited Edition. Cực kỳ là đẹp luôn.
Và cũng đặt bên trong cái gối, và cái gối này cũng được làm bằng cái vải vân carbon. Nó đẹp. Sao các bạn, trước khi mình nói cảm giác của mình thì các bạn có thể dành vài giây để nói về cái cảm giác của các bạn khi các bạn xem tới đoạn này không? Thật ra thì khi mà mình theo dõi G-Shock, theo dõi những cái sự phát triển cũng như là những cái model mới của Casio G-Shock, thì mình đã thấy cái em này rất là sớm, từ hồi đầu tháng 10. Thì cái bản gọi là lúc mà cái hình vi tính đó các bạn, cái hình market á, nó được chụp và đưa lên thì rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan G-Shock fan, rồi G-Shock Worldwide. Nói chung là rất là nhiều những cái bạn yêu G-Shock trên toàn cầu đã có những cái nhận định và những cái gọi là cái idea về cái model này. Thì mình nói về cái mặt tiêu cực trước. Thì các bạn thường là các bạn chê. Thứ nhất là các bạn chê cái model này là có sao cái màu xám của nó nhiều quá. Trời ơi, cái màu gì mà xám từ đầu tới đuôi, xám từ chân tới cẳng luôn. Và đã vậy còn compose thêm những cái họa tiết màu trắng nữa. Và cái dial bên trong thì là màu xanh. Cái này xanh cyan đó, cái phần kim. Thì các bạn đánh giá nó như vậy thì nói chung là không có đánh giá cao cái phần thiết kế và các bạn phối màu của em RAF này so với những bản RAF trước. Đó là cái nhận định ban đầu thôi. Nhưng mà sau khi đó cái bản hình vi tính nó được xuất hiện, rồi nó lại tiếp tục xuất hiện, rồi sau đó là cái bản gọi là cái hình thật sự của em này được up lên những cái trang web, và sau nữa là những cái hình thật sự của bản RF này về tới tay những bạn collector. Thì những bạn đã chụp và đưa lên thì ý kiến bây giờ nó bắt đầu đảo ngược lại. Thì thật sự thì mày nói thì mình theo dõi G-Shock cũng rất là lâu và cũng sở hữu rất là nhiều những cái model G-Shock. Mình cũng sở hữu luôn những cái model G-Shock mà khi nó lần đầu ra mắt mình đã có một cái nhìn không tốt vì nó, đánh giá không chuẩn về bản phối màu. Nhưng sau đó càng nhìn càng ngắm càng nghĩa lại càng thấm, và ok, RAF cũng là một model như vậy. Khi chúng ta lần đầu tiên nhìn vào cái thiết kế này, chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ bị hực một cái màu xám rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn có thể sai mà chúng ta view sơ qua một chút xíu. Phần khóa nè các bạn, phần dây ha, phần dial, phần bezel, phần dây dài, phần backhand. Đó, các bạn có thể thấy nó quá nhiều màu xám trên một chiếc đồng hồ. Đó, thì nó sẽ cảm giác là nó hơi nặng nề một chút, nó hơi như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà các bạn dành thời gian để các bạn có thể soi vào từng cái phần chi tiết, cái phần phối màu chi tiết, những cái phần ốc, những cái phần cover, thì các bạn sẽ cảm thấy nó là một cái sự gì đó cực kỳ là chỉnh chu. Nó cực kỳ là chỉnh chu và rất là đỉnh cao luôn các bạn. Nên rằng là khi mà mình chơi G-Shock càng lâu thì mình có một cái nhận định riêng cho chính bản thân mình, đó là chúng ta không nên quá vội vã để chê bai hay là đánh giá một cái thiết kế nào của G-Shock cả. Tại vì thật sự là những cái thiết kế đó cũng đã được đầu tư chất xám rất là nhiều từ những chuyên gia thiết kế, những chuyên gia hình ảnh của Casio G-Shock, để có thể làm ra một cái bản phối màu, một chiếc đồng hồ để mang đến thị trường cho các bạn. Mà đã là một phiên bản Collaboration Limited Edition nữa thì nó phải mang một cái nét khác biệt và phải được thông qua và kiểm duyệt rất là nhiều. Trên tay của chúng ta hiện tại đó chính là một phiên bản gọi là collab giữa không quân hàng gia Royal Air Force với G-Shock, thì cái chất xám, cái concept, cái idea nó phải càng mạnh mẽ và thuyết phục hơn nữa mới có thể thông qua và duyệt một cái mẫu model như thế này. Nói một chút xíu về em Royal Air Force này các bạn ha. Thì đây chính là chiếc đồng hồ thứ 3 nằm trong cái series là collaboration giữa G-Shock và một cái tổ chức, đó chính là Ministry Defence Schedule của năm 2020. Tức là Bộ Quốc phòng của Hoàng gia Anh đã liên kết với G-Shock để tạo ra 3 thiết kế của liên kết giữa quân đội hoàng gia và G-Shock. Thì model đầu tiên của chúng ta xuất hiện đó chính là model GGB-100BA British Army. Đấy các bạn, đó chính là phiên bản British Army mà mình đã từng làm review cho các bạn. Và chiếc thứ hai đó chính là chiếc GRB-200RAF Royal Air Force như thế này. Và theo thông tin mà mình nhận được thì sẽ còn một model nữa sẽ xuất hiện trong cuối năm 2020. Cũng có thể là trễ sang năm 2021, nhưng sẽ có. Và nó sẽ stand for Royal Navy. Đó là quân đội, thủy quân hàng gia. Thì cái Royal Navy này có thể sẽ là Frogman, cũng có thể sẽ là Godmaster, và chúng ta sẽ cùng đón xem. Mình cũng sẽ hết sức cố gắng để có thể mang về những model mới nhất và sớm nhất của G-Shock để làm review cho các bạn. Sorry vì nói hơi nhiều về những vấn đề này, nhưng mà mong rằng các bạn đã hiểu và tiếp tục ủng hộ kênh các bạn nhé. Ok, nói về cái thiết kế một chút xíu thì
cái Royal Air Force này á, các bạn, nó được làm theo cái bảng phối màu của một chiếc phản lực cơ có tên là Eurofighter Typhoon. Nếu mà dịch sang tiếng Việt có nghĩa là chiến binh cuồng phong châu. Một chiếc máy bay màu xám rất đẹp, các bạn có thể tìm trên Google các bạn ha. Thì chiếc máy bay đó sẽ có những cái màu xám xám ghi như thế này, đó, xám xi măng như thế này, và những cái chi tiết màu trắng và màu xanh sen. Nó rất là fit, tại vì concept được tạo ra dựa trên một cái chủ đề cụ thể mà, chứ không phải là họ chỉ suy nghĩ vu vơ rồi ra được một chiếc đồng hồ đó các bạn. Ok ha. Còn về cái thiết kế của B200 thì đây các bạn có thể nhìn sơ qua ha. Nó có khá là nhiều những cái nút bấm từ hai bên, và nổi bật nhất chính là cái cụm nút bấm phía bên phải chỗ này với cái nút Com Connect và nút LT. Đó, thì cái chỗ này nó được thiết kế dựa trên cái concept đó chính là cái buồng lái của một dạng fighter helicopter. Đó, có tên là Boost Ranger đó các bạn, những chiếc phi gọi là máy bay trực thăng chiến đấu đó. Đó, nó được làm theo cái concept đó, những cái nút bấm là như bạn, như là bấm kích hoạt một tên lửa, kích hoạt ra định vị nổ máy bay. Mình đùa thôi các bạn nha. Đó thì cái concept nó được tạo ra này như vậy. Và cũng theo cái xu hướng mới của G-Shock trong cái thời đại hiện tại bây giờ, đó là sử dụng cái cấu trúc là Carbon Core World kèm với Bluetooth để tạo ra một chiếc đồng hồ tích hợp nhiều cái tính năng function để giúp cho người sử dụng có thể xử lý trong nhiều cái tình huống, có thể xem giờ như thế nào đó. Rồi, chúng ta zoom kỹ vào cái phần dial, các bạn có thể thấy cái phần viền ở trên đây các bạn, nó có là một cái viền bằng carbon fiber. Nhưng cái viền carbon fiber này đó các bạn, thì nó sẽ khác cái viền carbon fiber của cái dòng trước rất là nhiều. Đây trên tay của mình, đó chính là MGB100, đại diện cho GGB100 các bạn, cũng là carbon core wool các bạn. Và cái viền carbon này các bạn có thể thấy so sánh ha, thì cái viền của em GRB200 đó các bạn, nó được phủ một cái lớp epoxy bóng hơn. Nói chung là em GGB100 cũng có phủ epoxy, nhưng mà cái mật độ phủ epoxy 2K của nó không có bằng cái của em GRB200. Nên các bạn có thể thấy ha, cái GRB200 nó sáng hơn rất là nhiều, nó bóng hơn rất là nhiều, nó tạo cái hiệu ứng cũng bd tí. Mình đùa thôi các bạn. Đó, cái viền carbon fiber rồi các bạn ha, rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn. Ở trên cái mặt của cái dial thì nó có khá là nhiều những cái con ốc. Thì chức trách chúng ta có thể thấy là bốn cái con ốc ở bốn góc như thế này. Thì bốn cái con ốc này nó làm cái nhiệm vụ đó là giữ cái phần bezel, cái cover bezel đó các bạn, ăn xuống cái phần viền carbon fiber. Đó, cái này cũng vậy nè, giữ một chút xíu. Đó, xuống cái phần dây để lót xuống cái phần lót máy. Chứ không phải chúng ngoài ốc trang trí như những trước nữa. Ở đây chúng ta cũng có hai cái con ốc nhỏ ở cái phần cover carbon cover nè các bạn, cover bezel nè các bạn. Đó các bạn ha. Thì em GRB200 của chúng ta cũng tương tự như là GGB100. Nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nút bấm. Chúng ta có một cái nút display bên trái chỗ này để chúng ta thay đổi cái phần hiển thị của cái phần display indicator nè các bạn. Đó, hiển thị nè các bạn ha, nó thay đổi nè. Chúng ta có một cái nút mode ở đây để chuyển sang những chuyển giữa những cái mode với nhau. Đó. Thì hai cái nút này ở đây là nút bằng nhựa các bạn. Hai cái này nút bằng nhựa. Nó cũng làm kiểu vân vân đó để tạo cái cảm giác bấm nó tốt hơn. Ở phần bên phải này thì chúng ta có ba cái nút bấm, một cái nút màu trắng ở trên đây là nút la bàn, một cái nút ở giữa chỗ này là cái nút connect là kết nối Bluetooth, và chúng ta có một cái nút kiểu như tráng kim loại ở đây là cái nút altimeter, nó tạo cái sự khác biệt trắng đen và bạc đó. Còn ở giữa chúng ta sẽ có một cái nút về đèn đó, thấy các bạn. Và nếu như chúng ta so sánh với GGB100 một chút xíu nữa, clip này mình chỉ unbox và review nhanh thôi, nhưng mà mình không có so sánh nhiều, nhưng lỡ rồi thì cũng nói cho các bạn luôn. Thì nếu mà chúng ta đặt hai chiếc đồng hồ này cạnh với nhau thì chúng ta có thể thấy là cái dial của hai em nó và cái cách bố trí nút bấm cover này kia nọ thì nó khá là tương đồng với nhau. Thì chính xác rằng là hai model này sử dụng cùng một cái thiết kế, cùng một cái bộ tính năng, cũng như là cùng một cái cách sử dụng luôn. Đó, nhưng mà nó chỉ chia ra thành hai phân khúc là Cosmos Master và Gravity Master, là những cái phiên bản luôn đối đầu với nhau các bạn. Đó, các bạn có thể thấy ha, nổi lên như vậy. Ở bên trái chỗ này chúng ta có một cái cover sensor nó màu trắng, rất là cute luôn. Đó, màu trắng nó hợp với lại cái nút bấm màu trắng ở chỗ này. Chúng ta có những cái chữ được in chìm xì suốt từ cái dọc trên cái bezel đến những cái phần nút bấm, đều là màu xám hết các bạn nha. Đó, xám đậm xám lợt. Nói chung em này cũng như là xám đậm xám lợt xám cho. Rất là nhiều cái màu xám các bạn. Ok, và đây chúng ta có một cái phần dây.
À, cái phần dây này của chúng ta thì là cái dây cao su thôi các bạn ha, dây cao su chịu lực thôi các bạn chứ không phải là dây carbon. Và cái phần dây cao su này thì nó sẽ có hai cái tầng, chúng ta sẽ có một cái lớp ngoài như thế này đó, là kiểu như là cao su nó làm mịn. Còn cái phần cao su ở giữa này là các bạn thì nó lại là nhám các bạn ha. Ở trên đây thì cái phần dây cao su nó nối với cái lốc máy bằng hai con ốc lục giác, cũng tương tự với những cái dòng G-Shock khác. À, thì trên cái dây này chúng ta có cái chữ core sensor, nó là bộ tứ cảm biến, và chúng ta có chữ V ở đây, cái này là mũi tên các bạn. À, và chúng ta có được một cái trải dài màu xám. Cầm dây thì cũng rất là êm các bạn, dây cũng rất là cảm giác rất là chắc chắn các bạn ha, chứ không phải là lỏng lẻo giống như là những cái dây phiên bản thường nữa các bạn. Và ở cuối cái phần dây này chúng ta có một cái dòng chữ, đó là Beradur Adiatra. Đây chính là một cái dòng chữ tiếng Latin mà theo như mình tìm hiểu được á, thì nó có cái nghĩa tiếng Anh đó là Through the City to the Star. À, thì tiếng Việt có nghĩa là vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh để tiến đến những ngôi sao. Đó. Kiểu như là khi mà chúng ta xem một cái clip BI cho chiếc đồng hồ này đó, thì nó có nói về những cái hoạt động liên tục và liên tục của những anh phi công hoạt động trong cái không quân hoàng gia. Đó là phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực về công việc, cũng như là áp lực về cái khối công việc của Bộ Quốc phòng. Đó thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà để hoàn thiện được cái tốt cái công việc thì chúng ta phải cố gắng rất là nhiều. Và đây là chính là cái slogan của chiếc đồng hồ, slogan của Royal Air Force luôn các bạn. Một lần nữa ha, Beradur Adiatra. Đó chính là cái câu tiếng Latin, đó là vượt qua những nghịch cảnh để tiến đến những ngôi sao. Đó các bạn ha. Ở cái phần bên đây là cái phần dây ngắn này các bạn, thì đó, ở đây chúng ta cũng có shock resist. Dĩ nhiên là chiếc đồng hồ của chúng ta cũng có thể chống sốc rất là tốt, chống nước và độ sâu 200m, chống va đập. Ok, tuyệt vời. À, cái dây này các bạn cũng để ý ha, đó dây cũng phần nhám ở trên đây và phần mịn ở dưới. Ở đây chúng ta có cái phần khóa, thì cái khóa ở đây là cái khóa màu đen tuyền với một cái logo của Royal Air Force ở trên đây. Rất là traditional luôn các bạn. Những cái phiên bản trước cũng vậy luôn các bạn ha. À, và ở đây chúng ta có một cái phần kẹp dây, phần khóa. Thì cái phần khóa này nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những cái khóa trước đây chúng ta thấy. Cái khóa này thì nhìn có vẻ nó hầm hố to bản và cảm giác nó ngầu hơn. Nhưng chỉ có một điểm, đó chính là cái phần khóa này nó lại là khóa bằng nhựa các bạn, chứ không phải là khóa bằng kim loại. Thấy các bạn ha, đây chúng ta có cái phần khóa bằng kim loại như này, còn cái này khóa bằng nhựa. Đó. Thì ok, nói chung là cũng không phải là cái vấn đề để có thể chê trách được một chiếc đồng hồ. Đó. Cũng thiết kế cũng rất đẹp nhưng rất là ngầu, nhưng không biết là thời gian về lâu về dài sử dụng thì nó có bị chày cấn gãy như thế nào không. Nhưng mà mình nghĩ thì cái size khóa này cũng rất là easy để chúng ta có thể thay đổi thành những cái khóa master cao cấp khác. Ví dụ như là cái khóa như thế này các bạn. Nè, dễ mà, không có vấn đề gì cả. Rồi về cái phần back case, xin lỗi các bạn, ở đây có cái tag để mình tháo cái tag này ra. Sẵn nói về cái tag thì mình nói luôn về cái tag giá của em Royal Air Force này thì nó sẽ rơi vào khoảng nếu mà giá mà về tới thị trường Việt Nam thì nó sẽ tầm khoảng 11-12 triệu các bạn. Và sắp tới mình cũng nghĩ là Việt Nam cũng sẽ phân phối cái model này với cái mức giá khoảng hơn 12 triệu một tí. Tại vì bản thường của em nó đã 10 triệu mấy trăm và 11 triệu rồi. Đây là chính là cái tag giá, tag US các bạn ha. Rồi, ok, sorry. Ok, chúng ta xem về một cái back case một tí xíu. À, cái back case này các bạn, thì cái back case này là cái back case kim loại các bạn ha. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có những cái thông tin, những cái số như là IC, FCC ID, CMIIT đầy đủ hết. Và carbon core, cái tên của sản phẩm và cũng như là cái module. Ở đây chúng ta thấy thiếu sót là cái chữ GRB200, không có chữ RAF ở phía sau. Nói chung là nếu mình nghĩ có thêm cái chữ RAF thì nó sẽ giá trị hơn một tí xíu. Và cái phần back case này nó sẽ khác cái phần back case của GGB100 một tí xíu. Đó là nó chỉ có một cái single back case thôi. Trong khi đó cái em GGB100 của chúng ta thì có double back case. Nghĩa là ngoài cái back case kim loại như thế này thì nó sẽ có một cái back case bằng nhựa ở trên nữa để bảo vệ thêm nữa. Double protection. Và ở phần dưới nó sẽ có một cái phần đệm như thế này để giúp ôm cái cổ tay. Còn GRB 200 của chúng ta thì không có cái phần cánh đệm đó, nhưng mà cảm giác thì em nó cũng khá là ôm tay. Và lúc nãy mình có thử ướm lên trên cổ tay nha các bạn, ướm lên trên cổ tay của mình, thì cổ tay của mình là cái cổ tay 19 cm thì rất là ok ha, rất là ôm tay luôn. Nói chung cũng không có cái gì để phàn nàn về cái phần thiết kế cả. Cái này chỉ có single thôi nên là nó sẽ
cảm giác là nó sẽ mỏng hơn cái GGB 100 của chúng ta một chút xíu. Về cái phần side case của em nó thì model này được cái side case cũng khá là tương đối. Nhưng mà theo công bố thì em nó không khá là to các bạn, tại vì họ tính cái size chiều cao như thế này luôn, tính hết cái chỗ này luôn các bạn, chứ họ không tính chỉ như thế này, họ tính hết cái này luôn. Là size của em nó là hàng 63. À cái này là 63, à, chiều cao như thế này. Còn cái chiều ngang như thế này của em nó tính luôn cái phần nút luôn là 54.1. Và cái độ dày của em nó sẽ là 18.3. Cân nặng của em nó toàn thể sẽ chỉ có 80g thôi, khá là nhẹ vì là cấu trúc bằng là carbon mà các bạn. Đó, carbon core của nó các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể nhìn ở phần này các bạn ha. Đó, các bạn thấy cái nhìn cái phần viền này các bạn. Tại vì cái phần cover rồi bezel nó che hết rồi nên các bạn không thấy rõ, nhưng nếu các bạn đều thể thấy ha, phần viền chỗ này và cái phần viền bên đây này các bạn, nó đều là cái phần được cấu tạo bởi carbon core gold đó các bạn. Đó, nên nó sẽ có cho chúng ta một cái khả năng chống chịu va đập và bền bỉ hơn. Đó, là cấu tạo của em nó là như vậy. Rồi, quay trở lại với cái dial thì lúc nãy mình có nói cái dial của em nó cũng khá là đơn giản và trực quan với chỉ ba kim thôi. Thì chúng ta có kim giờ, kim phút và kim giây. Thì ba cái kim này của em nó được thiết kế và phối màu cũng rất là đẹp. Cái kiểu như màu trắng trắng làm tạo nên một cái nét rất là nổi bật, cái kiểu volume đó các bạn. Nó là cái lân quan các bạn ha. Đây các bạn. Khi mà chúng ta lại một chút xíu. Khi mà chúng ta tiếp cho em nó tiếp xúc với ánh sáng đó các bạn, thì em nó sẽ phản quang trong bóng tối ha, phát quang trong bóng tối rất là sáng, rất là đẹp. Đây các bạn, phản quang trong bóng tối rất là sáng. Thì cảm giác là kim dây nó không có phát sáng, còn kim giờ kim phút thì rất đẹp và những cái cọc số xung quanh cũng có phát sáng một chút xíu. Cái chữ V trên cái tam giác lên chỗ này nó không có sáng các bạn nha. À, các bạn thấy không? Em nó cũng có cái đèn cực kỳ là sáng luôn, trong bóng tối thì tuyệt vời. Làm đèn pin được luôn các bạn. Ở double LED là một cái đèn LED nhỏ đây và cái đèn LED trên cái màn hình hiển thị. Rồi, ở trên cái dial này chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái chi tiết. Ở đây các bạn có thể thấy connect nè. Ready nè, đó, ở chỗ này chúng ta có cộng trừ về cái tăng giảm áp suất nè. Đó, rồi những cái góc ở trên đây về cái chỉ hướng chỉ độ rất là nhiều. Cái màn hình hiển thị của em nó cũng là cái màn hình hiển thị có cái màu xanh cyan các bạn ha. À, không phải là xanh lá, cũng không phải là xanh blue mà là xanh cyan, kiểu như là xanh lơ đó các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về cái bộ tính năng, combo tính năng của em nó. Như mình đã nói lúc đầu thì GRB200 sẽ có cái combo tính năng khá là tương tự với GRB100. Đó, với bộ tứ cảm biến. Chúng ta có bộ tứ cảm biến là bao gồm cái lao bàn này các bạn. Đó, đây là lao bàn các bạn ha. Bấm vào đây, lao bàn chỉ rất là nhanh. Các bạn để ý ha. Rất là nhanh. Và chúng ta có altimeter, nó là về độ cao các bạn. Altimeter là đo độ cao. Và chúng ta có một cái nữa, đó chính là cái barometer. Đó là về áp suất không khí. Chúng ta có time, đó là thermometer, đó là nhiệt kế. Và chúng ta có cả cái step counter, đó là đếm bước chân các bạn. Đó là những cái combo tính năng cảm biến của em nó. Thì ngoài ra em này của chúng ta còn có thêm một cái nữa là cái nhật trình. Nó báo cho chúng ta cái giờ lặn và mặt trời lặn mọc đó các bạn. Rồi chúng ta có stopwatch, rất là đơn giản ha, dễ sử dụng nè. Kích hoạt chạy nè, dừng nè, reset nè các bạn, easy. Chúng ta có timer, đếm ngược. Chúng ta có alarm, thì chúng ta có bộ 5 cái alarm, alarm 1, 2, 3, 4 và 5. Chúng ta có signal. Đó. Đây các bạn ha. Đấy, rất là nhiều. Chúng ta có world time, giờ thế giới ha các bạn ha. Đó, nhiều cái múi giờ để các bạn có thể xem Barry Larson. Và khi các bạn đổi sang những cái múi giờ đó thì các bạn có thể thấy ha, cái chữ nó làm rất là to, rất là dễ để chúng ta đọc. Nói chung thiết kế này cũng hay, khi mà các bạn trong cái môi trường khó có thể đọc được thì các bạn cũng vẫn có thể xem được cực kỳ là dễ dàng. Đó, rất là sáng. Rồi, chúng ta có time, đó, rất là nhiều. Đó là cái bộ combo tính năng. Và ngoài ra thì em nó còn có thể kết nối được với Bluetooth. Đó là khi chúng ta bấm vào cái nút Connect này các bạn, để chúng ta kết nối giữa điện thoại thông minh, smartphone, có tải cái ứng dụng là G-Shock Connected. Là kết nối để chúng ta có thể sử dụng được cái block dial, như là cái flight block, cái lịch trình bay, rồi cái chỉnh những cái function, rồi chỉnh những cái walk time, rồi đo đếm bước chân, đếm calo, rất là nhiều thứ khi các bạn kết nối vào Bluetooth. Thì mình sẽ sớm làm một video clip hướng dẫn sử dụng em này kèm với sử dụng Bluetooth sớm trong thời gian gần nhất cho các bạn ha. Rồi, chúng ta vừa nói sơ qua về những cái phần như là tính năng thiết kế, cấu tạo, rồi size case của em nó. Đó là những cái điểm cộng rất là tuyệt vời từ những cái bảng phối màu như là màu xám, rồi tính năng core sensor này kia kia nọ, Bluetooth.
Vậy thì ở cái model này nó vẫn mang một vài cái điểm trừ, từ Casio. Thì cái điểm trừ thứ nhất của chúng ta trên chiếc đồng hồ này đó chính là cái phần kính. Như mình cũng đã đề cập rất là nhiều, những cái kính của G-Shock vẫn đang tiếp tục sử dụng cái loại mineral cloth, đó là kính khoáng, cho những cái model mới của mình hiện tại. Nhưng cái phân khúc của nó cũng là phân khúc cận cao cấp rồi, nhưng mà kính vẫn sử dụng kính khoáng mà không có nâng cấp lên kính sapphire. Cái vấn đề này cũng tương tự từ em GGB100 rồi. Đó. Kính khoáng, nhưng mà kính khoáng của G-Shock cũng làm rất là tốt. Thực sự là mình cũng đánh giá cao cái phần kính khoáng này, nhưng nếu mà sapphire thì dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn. Kính khoáng của em nó được vác cong, tạo một cái hiệu ứng xem cũng rất là đẹp. Đó, ánh sáng cũng rất đẹp, ok, clear trong, ok, không vấn đề gì phần này hết. Nhưng nếu là kính sapphire thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Ok, đó là điểm trừ thứ nhất. Cái điểm trừ thứ hai trên cùng một vấn đề đó, đó là viên pin. Thì GGB100 và GRB200 của chúng ta vẫn sử dụng viên pin, đó chính là pin thường. Pin mã pin là CR2025. Đó là cái loại pin thường cho cái thời gian sử dụng khoảng 2 năm rưỡi, tùy vào cái khối sử dụng mà các bạn dùng trên chiếc đồng hồ này, thì nó tầm khoảng 2 năm. Thì dĩ nhiên thì viên pin CR2025 nó cũng khá là phổ biến để có thể tìm và thay thế được, nhưng mà thật sự là những collector hiện tại thì vẫn đang chú trọng tới cái viên pin gọi là pin solar. Thì nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ được sử dụng một cách lâu dài hơn mà các bạn không phải mở back case ra để thay pin. Nhưng cái việc thay pin thì nó cũng đơn giản, nhưng mà solar thì vẫn tốt hơn. Đó chính là hai cái điểm trừ lớn nhất trên chiếc đồng hồ GRB200 cũng như là GGB100 hiện tại. Nhưng cũng rất là nhiều ý kiến nói nếu như mà nó tích hợp đầy đủ những cái thông tin đó thì coi như hết phim rồi, coi như là không còn cái gì để mà có thể yêu cầu từ một chiếc đồng hồ nữa. Đó. Như là GW1000 đó đã có kính sapphire, có pin solar, GBW1000 có GPS, có kính sapphire, green solar đó. Thì nếu những model này cũng tiếp tục áp đặt những cái element, những cái gọi là những cái tính năng đó lên trên chiếc đồng hồ thì vô tình là những cái model đời trước sẽ bị gọi là bị lão hóa, như là bị bão hòa đi, là người ta sẽ tập trung sử dụng những model mới và những cái model cũ thì người ta sẽ không để ý tới nữa. Thì nó cũng là một cái khó của Casio khi vô tình tạo ra một chiếc đồng hồ quá hoàn hảo. Nhưng gọi là cái phần điểm trừ thì nó chỉ chiếm 2 điểm thôi, còn cái phần điểm tốt nó chiếm 8-9 điểm lận. Thì các bạn cũng có thể cân nhắc trước khi chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ G-Shock như thế này. Thì bản thân mình là một collector cũng như là một người review cho các bạn thì mình vẫn rất là ok để có thể chi một số tiền mười mấy triệu để sở hữu một em G-Shock bình thường như thế này, vẫn happy, không có vấn đề gì cả, vì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều pin để có thể thay thế rồi. Ok, ở đoạn video clip lần này mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cái cách sử dụng đồng hồ. Review cho các bạn, đánh giá sơ qua về cái khái niệm. Đoạn clip cũng làm khá là dài vì mình cũng nói rất là nhiều những cái đại ý, những cái concept, những cái vấn đề liên quan tới phiên bản Limited Edition và những cái liên quan tới sử dụng nữa. Nên hẹn các bạn ở những video clip lần sau, mình sẽ nói rõ hơn về cái phần hướng dẫn sử dụng của em GRB200 này. Hẹn các bạn cùng vẫn tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh Vietnamese G-Shock Reviewer. Những comment, những like, subscribe và chia sẻ video sẽ là động lực cho kênh ngày một phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye, đừng quên like, subscribe và chia sẻ video nha. Bye bye.